Xin chào các bạn học sinh, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn tả thân cây ổi ngắn gọn, nội dung như sau. Thân cây ổi ở vườn nhà em không to như cây mít hay cây nhãn, chỉ lớn bằng bắp chân em thôi. Tuy vậy, thân cây rất cứng cáp và chắc chắn, đủ để nâng đỡ cả một tán cây sum suê. Vỏ của thân ổi có màu trắng xám, khá mỏng, ở nhiều chỗ còn loang lổ như ai vẽ sơn. Ở phần sát gốc, lớp vỏ mỏng này tự bong ra từng mảng để lộ phần thân trắng ngà bên trong. Thân cây ổi tuy nhỏ nhưng rất dẻo dai và không dễ gãy. Khi cây cao khoảng 2 mét, thân sẽ trẻ ra làm đôi, tạo thành hai cành lớn. Từ đó, tán cây phát triển rộng ra. Nhìn thân cây ổi, em thấy cây tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn đầy sức mạnh. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết đoạn văn tả thân cây ổi ngắn gọn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.